Quý vị vẫn đang cùng chúng tôi theo dõi bản tin FBNC ngày 11 tháng 8. Thưa quý vị, phi lê cá tra cao cấp, tôm sú sinh thái nuôi trong rừng ngập mặn và tôm thẻ chân trắng hữu cơ sẽ là ba sản phẩm quốc gia được cơ quan quản lý ngành thủy hải sản xác định ưu tiên phát triển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là thông tin được Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế thuộc Tổng cục Thủy sản cho biết tại buổi họp báo giới thiệu về triển lãm quốc tế ngành thủy sản Việt Nam mới đây. Đại diện Tổng cục Thủy sản cho biết cá da trơn và tôm nước lợ đã được xác định nằm trong danh mục sản phẩm quốc gia. Hai nhóm sản phẩm này được tập trung phát triển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm chuyển đổi nền nông nghiệp từ lúa gạo, cây ăn trái sang thủy sản. Với cá da trơn, Tổng cục Thủy sản đã có đề án với việc tập trung phát triển sản phẩm chính là phi lê cá tra cao cấp. Cơ quan quản lý đã định hình được cách làm và đang trong quá trình điều chỉnh hoàn thiện. Còn với tôm nước lợ, Tổng cục Thủy sản đã giao cho Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế xây dựng đề án phát triển. Ở thời điểm hiện tại thì đơn vị này đã định hướng hai sản phẩm chính của tôm nước lợ cần phát triển là tôm sú sinh thái nuôi trong rừng ngập mặn và tôm thẻ chân trắng nuôi hữu cơ. Đây là các sản phẩm được đánh giá là sẽ có giá trị cao, có thị trường rộng lớn. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng lo ngại việc phát triển các sản phẩm này, đặc biệt là tôm sú sinh thái và tôm nước lợ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ gặp không ít thách thức, nhất là về cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, biến đổi khí hậu, dịch bệnh v.v. Bên cạnh đó, các khó khăn về thị trường, thương hiệu, đầu ra cho sản phẩm v.v. Dù nhu cầu của người tiêu dùng với thực phẩm xanh sạch là rất lớn, tuy nhiên các doanh nghiệp muốn đầu tư đáp ứng nhu cầu này của người tiêu dùng thì lại gặp không ít khó khăn. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tại hội thảo Thực phẩm hướng về sản phẩm xanh, giải pháp cho tương lai diễn ra mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Khoa, thời gian qua nhận thấy nhu cầu rất lớn của người tiêu dùng với các sản phẩm xanh, sạch, an toàn. Không ít doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất những sản phẩm này. Tuy nhiên, tín hiệu đáp trả từ thị trường lại không như kỳ vọng của doanh nghiệp, khiến nhiều doanh nghiệp cũng nản lòng. Để đầu tư ra một sản phẩm xanh hay là còn gọi là sản phẩm sạch, sản phẩm đạt được những tiêu chuẩn như là Việt Gáp, rồi Global Gáp hoặc là Organic, thì đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư về mặt chi phí, về mặt nhân lực, về mặt thời gian. Tuy nhiên, cái sự đánh giá nhìn nhận của thị trường đối với sản phẩm này thì chưa được một cái sự đáp ứng đúng mức, dẫn đến thì những doanh nghiệp đi theo cái sản xuất những cái dòng sản phẩm này thì thông thường là không được cái thu được những cái lợi nhuận hoặc là những cái đáp trả từ thị trường với những tín hiệu rất là tốt. Do đó, cái việc đầu tư và cái việc tập trung cho những cái sản phẩm này trong thời gian vừa qua đó thì đã có những cái sự chững lại ở một số doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thực phẩm. Tuy nhiên, ông Khoa cũng cho biết gần đây làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh vực này có chiều hướng tăng trở lại khi nhận thức của người tiêu dùng với thực phẩm an toàn tăng lên. Hiện có tính 80% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả cao hơn để mua các sản phẩm có chứng nhận xanh, sạch, thân thiện môi trường. Đại diện Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định, chỉ khi người tiêu dùng nhìn nhận đúng đắn về thực phẩm sạch, an toàn, khi đó các doanh nghiệp mới có thể yên tâm đầu tư. Người tiêu dùng phải bên cạnh cái sự lựa chọn các sản phẩm mà có chất lượng, phân biệt những sản phẩm không đạt chất lượng và những doanh nghiệp đưa ra như thị trường những sản phẩm có chất lượng thì cũng phải chấp nhận trả những cái chi phí cao hơn đối với những sản phẩm chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình. Cái việc này thì cần cái sự tuyên truyền, sự đưa ra những cái thông tin đầy đủ về chất lượng sản phẩm. Thì như chúng ta đã biết, cái việc đầu tư của doanh nghiệp cũng giống như đưa ra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn Global Gap hay là Organic thì chi phí lúc nào cũng phải cao hơn những sản phẩm thông thường. Và như vậy cần sự đánh giá công bằng đối với những sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp, các cái đơn vị quản lý nhà nước cần có một cái sự xử lý mạnh tay đối với những doanh nghiệp đưa ra những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn hoặc là tuyên truyền vinh danh những doanh nghiệp mà có những sản phẩm đạt chuẩn, những sản phẩm tốt và thông tin đến người tiêu dùng để những doanh nghiệp đó có điều kiện đưa các sản phẩm tốt thì phải thu nhận được những cái lợi nhuận để họ có thể tái đầu tư và chuẩn bị đưa ra những sản phẩm tiếp theo cho thị trường. Tại hội thảo, đại diện Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, sắp tới sẽ tăng cường xây dựng các chuỗi thực phẩm sạch, an toàn tại thành phố thông qua kết nối các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch, xanh với các vùng nguyên liệu an toàn. Thưa quý vị, theo Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh thì sau gần 10 ngày thi công, công trình xây dựng hồ điều tiết chống ngập nước thông minh đầu tiên của thành phố đã hoàn thành vào ngày 10 tháng 8 vừa qua.
Hồ điều tiết chống ngập nước thông minh do công ty Sekisui Nhật Bản và đối tác Việt Nam là công ty VMC Group xây dựng bằng công nghệ Nhật Bản. Hồ sẽ giúp giảm ngập cho tuyến đường Võ Văn Ngân, đoạn từ đường số 6 đến nhà thiếu nhi quận Thủ Đức. Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, hồ điều tiết tự thấm vào lòng đất giúp bổ sung mạch nước ngầm trong lòng đất và giúp chống lún trên bề mặt đất vì đường xá đô thị khu dân cư đang bê tông hóa. Ngoài ra, hồ điều tiết thông minh được thiết kế theo cơ chế lưu trữ nước mưa để sử dụng tưới cây xanh, cảnh quan và phòng cháy chữa cháy. Sau khi thi công hồ, mặt bằng nơi đây được san bằng, rải nhựa hoàn trả như ban đầu. Bên trên mặt hồ, xe tải dưới 25 tấn có thể đậu được. Sau công trình đầu tiên này, đại diện VMC Group cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến sẽ xây dựng một hồ điều tiết thông minh chống ngập nước trong khu đất sân bay Tân Sơn Nhất, đoạn giáp đường Trường Chinh mà Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao về cho thành phố để chống ngập nước cho khu vực này. Sau hơn một năm xây dựng, thì tòa nhà Con tàu tri thức của Đại học Hill, tên viết tắt của Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đã chính thức được khánh thành vào sáng ngày 10 tháng 8. Dịp này, thì Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đã kỷ niệm 20 năm thành lập trường và khẳng định mạnh mẽ mục tiêu quốc tế hóa trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu của nhà trường. Tòa nhà mang hình dáng Con tàu tri thức của Đại học Hill có quy mô 25 tầng với đầy đủ tiện nghi, phục vụ việc giảng dạy và học tập theo chuẩn mực quốc tế. Tòa nhà có 102 giảng đường phòng học đạt chuẩn 5 sao, thư viện được thiết kế theo mô hình thư viện của Đại học Harvard Mỹ, cùng các khu thực hành, không gian sáng tạo, hồ bơi, phòng gym, v.v. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường Đại học Hill, việc khánh thành tòa nhà Đại học Hill sẽ mở ra cơ hội cho sinh viên được học tập thực hành trong môi trường chuyên nghiệp hiện đại, góp phần hỗ trợ cho nhà trường thực hiện mục tiêu quốc tế hóa trong giảng dạy và nghiên cứu đào tạo thế hệ sinh viên mới, tự tin hội nhập quốc tế. Cơ sở vật chất chỉ là một yếu tố. Cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái định hướng phát triển của nhà trường. Cái định hướng của nhà trường chúng tôi trong tương lai thì chúng tôi vẫn xác định là đây là một trường đại học quốc tế và phải biến nó thành một trường đại học quốc tế thực sự. Có nghĩa là quốc tế, cái chương trình đào tạo là quốc tế, có cái phương pháp giảng dạy tiếp cận với các phương pháp giảng dạy chung của thế giới, có cái cơ sở vật chất nó cũng tương xứng, tương đồng với lại cơ sở là giáo dục đại học ở nước ngoài. Dịp này, Trường Đại học Hill cũng kỷ niệm 20 năm thành lập trường với sự tham dự và chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước. Thành lập từ năm 1997, qua 20 năm phát triển, Đại học Dân lập Hồng Bàng và sau này là Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đào tạo hơn 66.000 sinh viên, các bậc học từ trung cấp đến tiến sĩ, cung cấp đáng kể nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh phía Nam và cả nước. Hiện nhà trường với tư cách là một thành viên của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng đang đào tạo 28 chuyên ngành với 40 hướng chuyên sâu của hầu hết các lĩnh vực quan trọng như y dược, kinh tế, xã hội nhân văn, quan hệ quốc tế, v.v. Đại học Hill cũng là trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đào tạo trình độ tiến sĩ với chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tập đoàn Nguyễn Hoàng có hệ thống từ mầm non khép kín từ mầm non tiến sĩ thì giúp cho chúng tôi có được cơ hội để đào tạo một con người từ một con người hoàn thiện hơn. Tôi đưa lĩnh vực âm nhạc và lĩnh vực thể thao đào tạo cho các con từ hệ mầm non. Thì khi các con từ hệ mầm non cho đến lên hết đại học và vào bậc cao hơn thì các con đủ cái điều kiện, đủ sức khỏe, đủ kiến thức và đủ những cái trải nghiệm để các con bước ra đời trở thành một công dân toàn cầu hơn, một công dân toàn cầu và một người đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội tốt hơn. Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo cũng khẳng định, với tất cả sự đầu tư tâm huyết của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Đại học Hill chắc chắn sẽ trở thành đại học quốc tế thực thụ từ mô hình và quản lý giáo dục, chương trình đào tạo, ngôn ngữ giảng dạy và đội ngũ giảng viên như định hướng phát triển mà Đại học Hill công bố trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Nhằm khởi động hành trình trao sữa năm thứ 10 liên tiếp, vừa qua tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trao 46.500 ly sữa cho hơn 600 em học sinh là đại diện cho trẻ em của tỉnh Quảng Nam. Chương trình có sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Quỹ bảo trợ trẻ em và đại diện công ty Vinamilk. Chọn vùng đất Quảng Nam lần này là điểm khởi đầu cho hành trình trao sữa năm thứ 10 liên tiếp. Đại diện Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cho biết, Quảng Nam tuy là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng thường xuyên gánh chịu thiên tai. Đời sống người dân, đặc biệt là việc chăm sóc dinh dưỡng cho các em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn. Chương trình đã trao tặng 46.500 ly sữa tương đương 300 triệu đồng cho 600 em học sinh tại đây, với mong muốn các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ.
Ngoài nhận sữa, các em học sinh cũng đã có dịp được vui chơi cùng bạn bè và hòa mình vào không khí vô cùng sôi nổi của buổi lễ trao sữa. Được thành lập từ năm 2008, Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng sự đồng hành xuyên suốt của công ty Vinamilk đã trao tặng 31,5 triệu ly sữa, tương đương gần 130 tỷ đồng cho gần 400.000 trẻ em khó khăn tại Việt Nam trong hành trình 10 năm qua. Trong năm 2017, chương trình dự kiến trao tặng 1,4 triệu ly sữa, tương đương 9 tỷ đồng cho 16.000 trẻ em khó khăn trên cả nước. Bên cạnh Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam, Vinamilk cũng là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình sữa học đường từ năm học 2006-2007 với tổng ngân sách là gần 100 tỷ đồng cho chương trình, tương đương với khoảng gần 40 triệu hộp sữa cho 500.000 em học sinh mầm non tiểu học ở các tỉnh thành như Bắc Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu, v.v. để nâng cao tiềm năng về thể chất và trí tuệ cho các em. Đến đây thì bản tin FBNC ngày 11 tháng 8 cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin mời quý vị tiếp tục truy cập vào website www.fbnc.vn để xem lại các chương trình đã phát trên kênh FBNC và để biết thêm các thông tin khác. Đến đây tôi xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.